tin chúng tôi vừa thực hiện. Chiều nay, cơ quan thường trực khu vực miền Nam, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp cơ quan đại diện văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng đại diện Hội nhà báo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức đoàn các cơ quan báo chí Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt trao đổi giao lưu tại tỉnh Long An. Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Đình Cán và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa cùng lãnh đạo các sở ngành tiếp đoàn. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Quà thông tin nhanh tình hình kinh tế xã hội tỉnh Long An năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Nổi bật, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI Long An xếp hạng 2 cả nước, tăng 8 bậc so với năm 2022 và chỉ số xanh cấp tỉnh BGI xếp hạng 12 cả nước. Đây là thành quả của tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong đó có sự đóng góp rất tích cực của báo chí. Hướng đến kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, ông gửi tới các cơ quan báo chí những người làm báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời bày tỏ mong muốn báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục phối hợp, đồng hành để thông tin kịp thời, quảng bá toàn diện về kinh tế xã hội, góp phần cùng tỉnh hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội 11 đảng bộ tỉnh và đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Dù trưởng, trưởng cơ quan thường trực khu vực miền Nam, ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Quy Ngọc, cảm ơn lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để đoàn có chuyến tham quan thực tế ý nghĩa, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục hỗ trợ Long An trong công tác tuyên truyền nhằm phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác của tỉnh nói riêng và của khu vực nói chung.